Thầy An mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 17 Tính chất đường phân giác của tam giác. Trong hình 4.19, AD là đường phân giác của tam giác ABC. Tam giác ABC có AD là đường phân giác. Hai tỷ số DB phần DC DB phần DC và AB phần AC có bằng nhau không? Hai tỷ số này bằng nhau các em. DB phần DC sẽ bằng AB phần AC. Vì sao như vậy? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học. Mình sẽ biết vì sao. Tính chất đường phân giác của tam giác. Cho tia phân giác AT của góc XAE hình 4.20 tia phân giác AT của góc XAE nếu lấy điểm B trên tia AX lấy điểm B trên tia AX điểm C trên tia AE ta được tam giác ABC giả sử tia AT cắt BC tại D hoạt động một khi lấy b và c sao cho ab bằng ac hãy so sánh hai tỷ số db phần dc và ab phần ac khi lấy b và c sao cho ab bằng ac ab bằng ac AB bằng AC thì lúc này cái tỷ số AB phần AC thì sẽ bằng bằng 1 do AB bằng AC. Còn bây giờ DB phần DC thì bằng bao nhiêu? DB phần DC. Thì mình thấy rằng là AB bằng AC cho nên là tam giác ABC cân tại A. Trong tam giác cân thì đường phân giác ứng với đỉnh cũng là đường trung tuyến cũng là đường cao cũng là đường trung trực đó nó là đường trung tuyến cho nên là mình cũng có là db sẽ bằng với dc db bằng với dc cho nên là tỷ số này cũng bằng bằng một vậy thì rõ ràng hai tỷ số này bằng nhau vì cùng bằng một Hoạt động 2. Khi lấy B và C sao cho AB bằng 2 cm. AB bằng 2 cm và AC bằng 4 cm. AC bằng 4 cm. Hãy dùng thước có vạch chia đến mm để đo độ dài các đoạn thẳng DB, DC rồi so sánh hai cái tỷ số này. mình thấy là db là bằng 11 mm. 11 mm có nghĩa là 1,1 cm. Còn dc mình thấy là 22 mm. 22 mm có nghĩa là 2,2 cm. Rồi bây giờ mình so sánh hai tỷ số này thì mình có AB phần AC bằng 2 phần 2 phần 4 bạn này thì bằng 2 phần 4 rút gọn được 1 phần 2 DB phần DC DB phần DC thì bằng 1,1 phần 2,2 1,1 phần 2,2 thì chia tử và mẫu cho 1,1 thì chúng ta được 1 phần 2. Như vậy thì hai tỷ số này sẽ bằng nhau. Vì cùng bằng 1 phần 2. Được không? Đó. Mình thấy nè. AD là ti phân giác của góc A. Thì lúc này mình thấy là mình có được là AB phần AC bằng DB phần, phần DC. Đây chính là nội dung của định lý tính chất đường phân giác của tam giác. Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỷ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy. Hãy đọc lại. Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỷ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy. Đây, giả thiết kết luận của định lý này. Giả thiết là cho tam giác ABC có AD là đường phân giác của góc góc A và D thuộc BC. Thì kết luận chúng ta sẽ có là DB chia cho DC sẽ bằng AB chia cho ac kết luận rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh cái định lý này chứng minh định lý vẽ đường thẳng qua điểm b song song với ad nè vẽ đường thẳng đi qua điểm b và song song với ad đường thẳng này nó sẽ cắt đường thẳng AC tại điểm E. Đó. Bạn này song song với bạn này. Theo giả thiết thì mình có AD là đường phân giác của góc A. Do đó mình có góc A1 bằng với góc A2. Ta lại có AB song song với AD. Từ đó mình suy ra là góc A1 thì bằng góc B1. Hai góc này là so le trong. Và góc A2 thì bằng góc góc E. Hai góc này là hai góc đồng vị. Được chưa? Đó, mình có nè, A1 bằng A2. A1 bằng B1. A2 bằng với E. Do đó mình suy ra được B1 bằng với E vì cùng bằng A1 bằng A2 B1 bằng với E có nghĩa là tam giác AEB cân tại A cân thì mình suy ra được AE bằng với AB Mặt khác mình thấy là AD song song với EB nè, AD song song với EB nên theo định lý Thales Chúng ta sẽ có DB phần DC bằng AE phần AC Được chưa? Theo định lý Thales Chúng ta có là DB phần DC thì bằng AE phần phần AC mà AE chúng ta vừa chứng minh là bằng AB do đó AE chúng ta sẽ thế bằng AB phần phần AC. Đó. Mình đã chỉ ra là DB phần DC thì bằng AB phần AC. Đây. Có nghĩa là chúng ta đã chứng minh xong cái định lý này. Được không? Đó, chứng minh cho các em thỏa mãn cái tính tò mò thôi. Hoặc là để chúng ta dễ nhớ cái tính chất của đường phân giác của tam giác. Còn thực tế thì chúng ta được sử dụng nó để mà làm bài tập chú ý trong tam giác abc nếu d là điểm thuộc đoạn bc và thỏa mãn db phần dc bằng ab phần ac thì ad là đường phân giác của góc a đó giống như là đảo lại của định lý hồi nãy đúng không đây trong tâm giác abc điểm d nó nằm trên bc sao cho db phần dc bằng ab phần ac thì lúc đó chúng ta sẽ suy ra được ad là tia phân giác của góc a đó, chúng ta có thêm một cách nữa để mà chứng minh đi phân giác. Ngoài cái việc chứng minh góc A1 bằng góc A2 thì chúng ta có thể đi chứng minh DB phần DC bằng AB phần AC. Đó các em nhớ cái chú ý này nha. Để chúng ta chứng minh thì phần giác. Ví dụ tính độ dài x trong hình 4.22. Tính độ dài x trong hình 4.22 thì mình thấy rằng là trong tam giác MNP người ta cho mình hai góc này bằng nhau có nghĩa là MI là tia phân giác của góc M do đó chúng ta sẽ có nó là tia phân giác nên chúng ta sẽ có là IN chia cho IP IN chia cho IP sẽ bằng MN chia cho MP bằng MN chia cho MP hay IN là 15, IP là x, MN là 24, MP là 32. Từ cái tỷ lệ thức này chúng ta suy ra x bằng nhân chéo, chia ngang được không? Nhân chéo, chia ngang. 32 nhân cho 15 và chia cho 24. Chúng ta sẽ được 20. Ok. luyện tập. Tính độ dài x trong hình 4.23. Tính độ dài x. Thì mình thấy rằng là người ta cho mình là góc DEM bằng góc MEF. Đây, cho hai góc này bằng nhau. Có nghĩa là M là đường phân giác của góc E. Được không? Đây, giải nè. Trong tam giác DEF trong tam giác DEF có M là đường phân giác. của góc E. Do đó ta có mình có gì? Mình có là MD chia cho MF MD chia cho MF Thì bằng ED chia cho EF Đó Hay MD là bằng 3,5 Chia cho MF MF bằng 5,6 bằng ED ED bằng 4,5 chia cho EF EF bằng X Từ đây mình suy ra X sẽ bằng nhân chéo chia ngang Được không? Nhân chéo chia ngang 5,6 nhân cho 4,5 và chia cho 3,5 rồi thì bấm máy tính thôi 5,6 nhân cho 4,5 chia cho 3,5. Chúng ta được 7,2. Được không? 7,2. Rồi, chúng ta đã tìm hiểu xong phần lý thuyết à, thì phần lý thuyết của bài này khá là ngắn. Thì các em nhớ là nếu AD là tia phân giác của góc A. Thì lúc này chúng ta sẽ có AB chia cho AC thì bằng DB chia cho DC. Hoặc là AC chia cho AB thì bằng DC chia cho DB. Đó, tương ứng như vậy nha. AC chia cho AB thì sẽ bằng DC chia cho DB. Rồi. Xem xong phần lý thuyết thì các em làm phần bài tập ở trang 86 nha. Còn có chỗ nào không hiểu thì để lại comment, thầy An sẽ giải đáp cho các em. Và cuối cùng nếu mà thấy video này hữu ích thì nhớ cho thầy An một like. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau. Bye bye.